Arsenal đang có phong độ tốt trong thời gian qua với chuỗi 7 trận thắng liên tiếp trong hơn một tháng. Tính từ chiến thắng trước Nuremberg ở trận giao hữu vào ngày 8 tháng 7, màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta là khá ấn tượng khi họ ghi tới 24 bàn nhưng chỉ thủng lưới 6 lần và có tới 4 trận giữ sạch lưới. Những kết quả tích cực trong thời gian này đang giúp các chàng trai pháo thủ tràn đầy tự tin hướng đến một mùa giải thành công, trong khi các cổ động viên mơ mộng thậm chí đã nghĩ về một danh hiệu. Tuy nhiên đừng quên là mùa giải chỉ mới bắt đầu và các Gunners vẫn còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện thành tích ở mùa này so với mùa trước. Ranh giới của sự tự tin và lòng tự mãn vốn rất mong manh, nếu không biết cách để giữ đôi chân ở trên mặt đất, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta hoàn toàn có thể phải trả giá ở các trận đấu không ngờ tới, ví dụ như trận gặp Bournemouth vào cuối tuần này. Xét về tương quan lực lượng và phong độ của cả hai đội trong thời điểm hiện tại, phần lớn mọi người sẽ đều cho rằng Arsenal sẽ giành chiến thắng, thậm chí là một chiến thắng dễ dàng. Trên thực tế, Bournemouth không hề yếu đuối và hoàn toàn có thể trở thành một trái cherry ngọt ngào, tẩm thuốc độc đối với các pháo thủ. Khi một đội bóng giành chiến thắng, chúng ta thường chú ý vào những điểm tốt đẹp hơn là các tồn tại và hạn chế cần được khắc phục. Trường hợp của Arsenal hiện nay cũng như vậy. Liệu có bao nhiêu người sẽ chê bai đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta khi họ đã toàn thắng cả 7 trận liên tiếp? Nếu muốn tìm kiếm những điểm chưa tốt, có lẽ mọi người sẽ chú ý hơn đến Man United hay Liverpool. Tuy nhiên, trong một tập thể đang thi đấu tốt, vẫn có thể tồn tại các điểm yếu. Chỉ là những điều này chưa khiến cho Arsenal phải trả giá đắt nên chúng ta vẫn chưa nhận ra được hoặc chưa thấy rõ được sự nghiêm trọng của vấn đề. Trong các trận đấu vừa qua, chúng ta nói nhiều về những màn trình diễn tuyệt vời của Gabriel Jesus, William Saliba, Gabriel Martinelli hay Oleksandr Zinchenko. Nhưng ở chiều ngược lại, các cầu thủ như Bukayo Saka, Martin Odegaard, Ben White hay cả Aaron Ramsdale lại có phong độ kém hơn so với mùa trước. Về cơ bản, đây vẫn là những cầu thủ có chất lượng tốt nên chỉ cần huấn luyện viên Arteta điều chỉnh chiến thuật hợp lý thì họ vẫn có đất diễn để tỏa sáng. Hơn nữa, các cầu thủ này chỉ có phong độ không tốt so với chính họ ở mùa trước, còn về cơ bản thì vẫn đã tròn vai và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Một vấn đề quan trọng hơn là Arsenal vẫn cần phải tăng cường chiều sâu cho đội hình. Nhân sự của pháo thủ ở một số vị trí vẫn khá mỏng, nhưng đến nay vẫn được che đậy bởi phong độ tốt của những cầu thủ đá chính. Lấy ví dụ trường hợp của Granit Xhaka, cầu thủ người Thụy Sĩ đang chơi rất hay ở vị trí số 8. Đây là kết quả của việc anh hình thành mối liên kết tuyệt vời cùng với Zinchenko và Martinelli ở hành lang trái. Việc Zinchenko có xu hướng bó vào trung lộ, thi đấu như một tiền vệ trung tâm đã tạo điều kiện cho Saka đá cao hơn và phát huy được những phẩm chất tốt nhất của anh. Khi Zinchenko di chuyển vào giữa sân, Saka sẽ chạy dạt ra biên để thu hút một tiền vệ đối phương, giảm bớt áp lực cho Zinchenko, đồng thời anh cũng sẽ chiếm lĩnh không gian ở bên trái. Khi đó, Martinelli sẽ chạy vào trung lộ để áp sát khu vực cấm địa của đối thủ, qua đó cùng với Saka và Zinchenko hình thành một tam giác phối hợp ở 1/3 cuối sân đối thủ. Có thể nói, sự góp mặt của Zinchenko đang tạo điều kiện cho Saka chơi gần khung thành của đối phương nhiều hơn. Nhờ vậy mà tiền vệ người Thụy Sĩ đang phát huy tốt các phẩm chất của mình. Sau 2 vòng đấu tại Premier League mùa này, Saka đã tạo ra 3 cơ hội ghi bàn, thực hiện 2 cú sút, mang về một kiến tạo, một bàn thắng và một lần dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc. Tuy nhiên, không chỉ tham gia hỗ trợ tốt trong mở trận tấn công, khi cần thiết, Saka cũng có thể lùi về bọc lót cho vị trí hậu vệ trái để Zinchenko được phép dâng cao và áp sát khu vực cấm địa của đối thủ. Như vậy, Saka và Zinchenko đang hoán đổi vị trí cho nhau rất linh hoạt và hợp lý để cùng tỏa sáng trong các trận đấu vừa qua. Với riêng Saka, màn trình diễn trong thời gian gần đây có thể giúp anh trắc suất đá chính ngay cả khi Arsenal mua được Yuri Tielemans trong mùa hè năm nay. Thậm chí một số ý kiến còn cho rằng Arsenal không phải cố gắng mua Tielemans bằng được trong những ngày tới khi mà Saka vẫn chơi hay như thế này. Pháo thủ hoàn toàn có thể chờ đợi ký hợp đồng với Tielemans theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm sau. Tuy nhiên, đó chắc chắn là một suy nghĩ sai lầm. Việc Saka tỏa sáng dĩ nhiên là một chuyện vui, nhưng liệu ngày vui có thể kéo dài khi tiền vệ người Thụy Sĩ vốn mẫn cảm với chấn thương và cũng không ít lần bị treo giò vì lối đá bốc đồng của mình. Bởi vậy, khi mà Arsenal sẽ phải thi đấu ở 4 mặt trận trong mùa này thì chuyện xoay tua ở vị trí của Saka sẽ là chuyện gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Vì vậy, Arsenal có thể sử dụng ai để hỗ trợ Saka? Sami Lokonga hay Mohamed Enneli thì chưa đủ tốt, còn Fabio Vieira thì vẫn là một ẩn số lớn. Trong hoàn cảnh này, Yuri Tielemans vẫn sẽ là gương mặt sáng giá nhất để thay thế vị trí của tiền vệ người Thụy Sĩ. Thậm chí, nếu xét về kỹ năng
thì Tielemans còn được đánh giá cao hơn cả Saka về khả năng hoạt động trong phạm vi hẹp ở khu vực 1/3 sân của đối thủ. Do đó, việc bổ sung thêm một tiền vệ trung tâm chất lượng như Tielemans vẫn là việc làm cần thiết mà ban huấn luyện của pháo thủ không thể bỏ qua. Xét về khía cạnh nào đó, việc mua thêm một tiền vệ cũng sẽ tạo ra sự cạnh tranh cần thiết cho Saka nỗ lực tập luyện nhằm chiếm được suất đá chính. Nếu không có ai đe dọa vị trí đá chính, có thể Saka sẽ mất đi động lực cố gắng để cải thiện bản thân qua từng trận đấu. Chuyện này có thể chưa hoàn toàn đúng, nhưng quyết định bán Bernardo ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Aaron Ramsdale. Thủ môn người Anh phải nhận một số lời chỉ trích vì màn trình diễn không tốt ở trận gặp Leicester. Cựu thủ môn đội tuyển Anh Paul Robinson thậm chí còn cảnh báo Ramsdale phải cải thiện phong độ nếu không muốn đánh mất cơ hội tham dự World Cup 2022. Đáng chú ý, trên các diễn đàn của cổ động viên Arsenal, một số ý kiến đã lo ngại Ramsdale đang có dấu hiệu tự thỏa mãn với thành công của bản thân. Anh đã có màn trình diễn rất tốt ở mùa trước để chiếm lấy suất bắt chính của Leno và duy trì phong độ cho đến cuối mùa. Nhưng khi Leno đã chuyển sang Fulham vào đầu mùa này, Ramsdale đã mất đi một đối thủ cạnh tranh đáng gờm để lo lắng có thể mất suất bắt chính. Có lẽ thủ môn người Anh đang nghĩ rằng nếu anh có vài lỗi nhỏ thì huấn luyện viên Mikel Arteta cũng sẽ không đẩy anh lên băng ghế dự bị để sử dụng người gác đền Matt Turner chưa từng chơi bóng tại châu Âu. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không mong điều này trở thành sự thật vì huấn luyện viên Mikel Arteta là một người rất nghiêm khắc và sẽ không có ngoại trừ đối với bất kỳ cầu thủ nào. Nếu cần lấy một ví dụ, Ramsdale có thể nhìn vào chính trường hợp của anh và Leno ở mùa trước. Nói tóm lại, Arsenal vẫn cần phải bổ sung thêm lực lượng trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè để tìm cách khắc phục những điểm yếu còn lại. Chỉ có như vậy, pháo thủ mới mong giành được kết quả tốt trong cuộc đua đường dài tại Premier League. Mùa giải mới chỉ diễn ra được 2 vòng đấu và các đối thủ của Arsenal vẫn còn khá mềm. Hãy thử tưởng tượng pháo thủ lặp lại các sai lầm trước Crystal Palace và Leicester khi gặp Chelsea, Tottenham, Liverpool hay Man City, có lẽ Arsenal sẽ phải trả giá rất đắt. Nói như vậy để thấy rằng các cậu bé của Arteta có quyền vui mừng nhưng không được phép để đôi chân rời khỏi mặt đất. Bài học xương máu ở mùa trước vẫn còn rất mới và thầy trò Arteta không được phép chủ quan trước bất kỳ đối thủ nào, bao gồm cả Bournemouth, đội bóng vừa thua thảm 0-4 trước Man City ở vòng đấu trước. Công bằng mà nói thì Bournemouth không hề yếu. Trong ngày trở lại Premier League, đội bóng của huấn luyện viên Scott Parker đã giành chiến thắng 2-0 trước Aston Villa không hề dễ chơi của huấn luyện viên Steven Gerrard. Đội Á quân Championship mùa trước chỉ thất bại ở vòng 2 khi gặp đối thủ quá mạnh là đương kim vô địch Premier League Man City. Về lực lượng, Bournemouth đang sở hữu một đội hình có chất lượng không tệ. Ở trên hàng công, họ có hai mũi nhọn đáng gờm là Kiev Fermor và Dominic Solanke. Ở tuyến giữa, Bournemouth cũng sở hữu những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm Adam Smith, Philip Billing, Junior Stanislas hay Lewis Cook. Đáng chú ý, đội bóng của huấn luyện viên Scott Parker có lối đá khá gắn kết và cực kỳ kỷ luật, tuân thủ đúng chiến thuật của huấn luyện viên. Họ sẵn sàng nhường thế trận cho đối thủ để rình rập phản công hoặc trông đợi vào các tình huống bóng chết vốn là điểm mạnh của đội bóng này. Không nói đâu xa, Bournemouth đã ghi cả hai bàn thắng vào lưới Aston Villa từ các pha đánh đầu trong các tình huống đá phạt. Đây sẽ là một điểm mà phòng ngự Arsenal cần phải chú ý vì Ben White hay Zinchenko đều rất yếu trong các pha tranh chấp trên không. Như vậy, nhiệm vụ sẽ đè nặng lên vai của hai trung vệ cao lớn William Saliba và Graben Mahagaes. Về cơ bản, Arsenal vẫn được đánh giá cao hơn và chỉ cần đạt đúng với phong độ trong thời gian qua, pháo thủ sẽ có chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở Premier League. Ở trận này, huấn luyện viên Arteta sẽ có một đội hình mạnh nhất khi các trụ cột đều đã bình phục chấn thương. Rhys Nelson là cầu thủ duy nhất ở đội 1 chưa thể tham gia tập luyện, nhưng sự vắng mặt này cũng không ảnh hưởng đến sức mạnh của pháo thủ. Trong khi đó, Bournemouth đang phải chịu tổn thất khá lớn khi ba cầu thủ là Joe Rockwell, Ryan Fredericks và David Brooks đều bị chấn thương, trong khi tiền đạo Dominic Solanke chưa có thể lực tốt nhất và bỏ ngỏ khả năng ra sân vào đêm mai. Sau tất cả, Arsenal vẫn sẽ là đội tràn lên tấn công phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân Vitality. Phong độ tốt của hàng tiền đạo trong thời gian qua sẽ giúp chúng ta có thêm tự tin về một tiếng pháo sẽ lại rền vang trên bầu trời nước Anh. Come on you, Gunners!